Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin sau. TikTok là một mạng xã hội giải trí cao có nguồn gốc từ Trung Quốc. Khi đến Việt Nam, làn sóng này vẫn không ngừng phát triển, ngày một nhanh và phủ sóng hơn. Từ tài năng, ngoại hình cho đến tính cách, tạo cơ hội cho người dùng có thể chiêm ngưỡng hàng tá những trai xinh gái đẹp vô cùng giỏi giang. Sau đây là top 10 TikToker đã làm mưa làm bão tại cộng đồng TikTok Việt Nam. 1. Linh Babia. Linh Babia tên thật là Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 1994. Mặc dù được biết đến là một hot TikToker nổi tiếng, nhưng Linh Babia là một diễn viên thuộc công ty giải trí KEK Entertainment. Cô là gương mặt quen thuộc trong các series phim ngắn nổi tiếng trên YouTube như Thanh Xuân Lớp A1, Chị Đại Học Đường, Bạn Gái Tôi Là Du Côn. Sau khi được biết đến với vai trò diễn viên, Linh Babia dần dần lấn sang sự nghiệp làm TikToker và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Những video của cô nàng gây sốt không chỉ bởi sự chăm chút về phần nhìn mà còn bởi nội dung vừa giải trí lại vừa truyền tải thông điệp ý nghĩa. Cô nàng thường cho ra đời các video hưởng ứng các chiến dịch cộng đồng và đặc biệt là chia sẻ các bí quyết để giúp phái nữ cảm thấy tự tin hơn. Hiện tại, cô vẫn là TikToker có lượt theo dõi nhiều nhất và kênh TikTok với 18,4 triệu lượt theo dõi, 309 triệu lượt thích, vượt qua cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Ngọc Trinh. 2. Cha Đặng tên thật là Đặng Thu Trà, sinh năm 1998. Cha Đặng đang là một trong những hot TikToker nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. Cô nàng được cộng đồng mạng yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng với những clip biến hình, có sự đầu tư về mặt hình ảnh, trang phục đầy sáng tạo và vô cùng mãn nhãn. Các clip của Cha Đặng luôn gây sốt với sự biến hóa linh hoạt của cô nàng. Lúc thì quyến rũ, sang chảnh, khi lại cá tính và cũng rất đáng yêu. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, Cha Đặng còn gây ấn tượng bởi tài năng ca hát, chơi đàn và vũ đạo chẳng kém gì các nghệ sĩ VB. Các video cover và mashup cùng chị gái song sinh, TikToker Châm Đô cũng thu về lượt view cực khủng. Hiện tại, kênh TikTok của cô có 17,5 triệu lượt theo dõi và 402 triệu lượt thích. 3. Nguyễn Văn Tài hay còn có biệt danh là Tài Uri, sinh năm 2002 tại thành phố Hải Phòng. Với vẻ ngoài điển trai như idol Hàn Quốc cùng những video có nội dung sáng tạo, trẻ trung nhưng không kém phần hài hước, nên cái tên Tài Uri lập tức vụt sáng và để có được thành công như ngày hôm nay, Tài Uri đã trải qua nhiều chông gai. Được biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tài phải kết thúc việc học từ lúc 13-14 tuổi để bươn trải. Ở cái tuổi ăn tuổi lớn, đáng lẽ phải được ba mẹ hết mực chăm sóc, thì nam TikToker này đã xin mẹ cho mình vào Nam lập nghiệp để kiếm sống. Ban đầu, mẹ Tài không đồng ý vì sợ vào đó sẽ chơi bời hư hỏng, nhưng do sự quyết tâm của mình nên cuối cùng đã được bà chấp thuận. Ban đầu, chàng trai đến từ Hải Phòng làm công nhân với mức lương 3 triệu đồng một tháng, nhưng vì số tiền quá ít ỏi không đủ để trang trải cuộc sống, nên Tài Uri phải làm thêm buổi tối ở quán cà phê. Thời gian đầu, Tài thấy mọi người quay video rất hay, mặc đồ rất đẹp nên quyết định quay thử. Nghĩ là quay video cho vui thôi, bản thân Văn Tài cũng không ngờ lại được khán giả yêu mến đến vậy. Anh kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho bản thân và gia đình. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh TikTok của anh có 14,1 triệu người theo dõi, 208 triệu lượt thích. 4. Kindy Diễm My, tên thật là Huỳnh Thị Diễm My, sinh năm 2001. Kindy là một cô gái có vẻ năng động với gương mặt trong trẻo. Hiện tại, cô đang là một trong những TikToker đang nhận được sự yêu mến của khán giả, đốn tim với người xem bởi nét xinh xắn, thanh tú và cực đáng yêu. Kindy Diễm My liên tục được khen ngợi và truy lùng info. Nữ sinh 10X luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Với sự trẻ trung, dễ thương, cô nàng khiến những người xem đổ dần dần. Những video của Kindy Diễm My thường có nội dung quen thuộc, gần gũi, giải trí với cuộc sống nhưng không kém phần hài hước. Mỗi video của cô thu về hàng triệu lượt xem. Thời điểm hiện tại, kênh TikTok của cô nàng có 13,2 triệu người theo dõi, 228 triệu lượt thích. Đây là một con số vô cùng ấn tượng. Bạn đã follow cô nàng này chưa? Hãy comment cho chúng tôi cùng biết về ấn tượng những video của cô nàng này nhé! 5. Võ Thành Ý là một nam TikToker nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Anh sinh năm 1999, quê ở Trà Vinh. Sinh ra trong nghèo khó và phải nghỉ học từ năm lớp 12. Thành Ý làm nghề trang điểm, hóa trang. Múa hiện tại thì anh đã mở học viện để dạy trang điểm. Anh thể hiện khả năng make up thiện xạ của mình trong những clip biến hình từ nam thành nữ, từ trẻ thành già, từ ma nữ thành tiên nữ, khiến nhiều người thật sự há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Xu hướng trên TikTok ngày nay là thích những thứ đẹp và hài hước, nhưng Thành Ý vẫn chiếm được lòng của rất nhiều khán giả, mặc dù ngoại hình anh không điển trai. Anh sử dụng khả năng make up để biến hình thành nữ luôn xinh đẹp. Nhiều người còn không thể phân biệt được anh là nam hay nữ nữa. Hiện tại, kênh TikTok của anh có 11,5 triệu lượt theo dõi và 379 triệu lượt thích. 6. Việt Phương Thoa sinh năm 1998 tại Quảng Ngãi, tên thật là Nguyễn Việt Phương Thoa, là một hot TikToker sở hữu lượng follow khủng đến 11,1 triệu lượt theo dõi và 413 triệu lượt thích. Cô nàng nổi tiếng với loạt series Nữ Chủ tịch Giả Danh và Cái Kết, được đông đảo các chiến thần top top yêu thích. Bên cạnh đó, Việt Phương Thoa còn được biết đến với biệt danh Em Gái Chị Google. Qua lần giới thiệu ấn tượng trong một chương trình truyền hình từng tham gia, Việt Phương Thoa từng chia sẻ cô có niềm yêu thích đặc biệt với diễn xuất. Vì vậy, nên từ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp, Phương Thoa đã ấp ủ giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Dấn thân vào con đường xây dựng kênh TikTok, cô nàng lựa chọn sản xuất nội dung mang tính giải trí là chủ yếu. Có 3 nội dung mà Việt Phương Thoa thường xuyên chọn để dựng clip, đó là review đồ ăn, bắt trend và diễn xuất tình huống. Tất cả đều được Phương Thoa biến tấu vô cùng thú vị và gây cười cực mạnh. Dù trend nào cũng làm, kiểu nội dung gì cũng diễn, nhưng cô rất khéo léo và duyên dáng chứ không hề làm lố, làm đại để câu view. Đa số các clip của cô đều có lượt view rất cao, luôn dao động ở hàng nghìn đến hàng triệu lượt xem của cư dân mạng. 7. Rinky Ngô, tên thật là Ngô Thùy Linh, sinh năm 2000, tại Hà Nội. Năm 2018, Thùy Linh đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, được đào tạo diễn xuất bài bản, nữ sinh trường điện ảnh bắt đầu tham gia nhiều phim hơn và đảm nhận nhiều vai chính hơn. Sở hữu gương mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn và môi mỏng hài hòa, nên Rinky Ngô có thể hóa thân vào nhiều tuyến nhân vật thiện ác khác nhau. Những năm gần đây, khi mạng xã hội TikTok trở nên hot hơn bao giờ hết trong mắt giới trẻ, hot girl Thùy Linh với biệt danh Rinky Ngô đã tham gia và thu về cho mình hàng triệu lượt follow trên nền tảng này. Nội dung chủ yếu của kênh TikTok Rinky Ngô là các video tình huống, tuy ngắn nhưng nội dung gần gũi với cuộc sống chúng ta. Cộng thêm lợi thế ngoại hình và diễn xuất tự nhiên, nên nàng hot girl gốc Hà Thành nhanh chóng mang về cho mình rất nhiều fan hâm mộ và trở thành một trong những TikToker hot nhất Việt Nam. Các clip được đăng tải trên tài khoản TikTok của Rinky Ngô đa số đều có hình ảnh chất lượng và cô nàng vô cùng chịu khó cập nhật những xu hướng với giới trẻ hiện nay. Kênh TikTok của cô đã có 10,9 triệu lượt theo dõi, 229 triệu lượt thích. 8. Tường Vi, cô nàng có tên thật là Nguyễn Phạm Tường Vi, biệt danh là VV, sinh năm 1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mới tham gia TikTok thì Tường Vi thường quay những clip đơn giản, cô nàng may mắn được cộng đồng mạng ủng hộ và dành nhiều lời khen. Từ đó, chất lượng video của nữ TikTok này đã dần dần được cải thiện mỗi ngày. Lần sau hay hơn lần trước, hầu hết các video của cô nàng đều bắt kịp các xu hướng nóng và có lượt tương tác rất cao, đưa tên tuổi của cô nàng vào danh sách top 10 TikToker hot nhất Việt Nam. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng, khuôn môi mỏng, đặc biệt là răng khểnh vô cùng duyên dáng là những thế mạnh ngoại hình của cô nàng. Nàng hot TikToker Tường Vi đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng vào năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh TikTok của cô nàng có 10,7 triệu người theo dõi, 154 triệu lượt thích. Bạn đã xem video của VV chưa? Đảm bảo bạn không rời được mắt vì quá xuất sắc. 9. Lê Bống, tên thật là Lê Xuân Anh, sinh năm 1995. Nhờ có khuôn mặt thiên thần mà Lê Bống nhanh chóng nổi tiếng cộng đồng mạng, đặt cho biệt danh hot TikToker. Bên cạnh việc đăng tải những clip lên TikTok thì cô còn là một YouTube chuyên chia sẻ về những bài tập và phương pháp ăn uống sao cho phù hợp cho các chị em để có một thân hình đẹp và không tăng cân. Lê Bống tiến vào showbiz nhanh chóng và cô tham gia nhiều tác phẩm như Điệp Vụ Vinh Quang, Chỉ Khi Anh Một Mình, Chuyện Tình Anh Thanh Niên, Thật Lòng Yêu, Cô Gái Vàng. Không chỉ vậy, cô còn tham gia thi Hoa hậu thể thao năm 2022. Quá khứ Lê Bống có thân hình khá nặng lên đến 70kg. Với thân hình quá cỡ khi bước vào đại học, cô bắt đầu khó khăn trong việc di chuyển. Chính vì thế, Lê Bống bắt đầu giảm cân bằng cách duy trì tập gym mỗi ngày. Với mục đích là để có được thân hình mong muốn, sau một thời gian tập luyện mà cô đã sở hữu thân hình khiến nhiều chị em ao ước. Chính vì vậy, bạn nào đang béo mà muốn giảm cân có thể học hỏi tại kênh YouTube của cô nàng nhé. Hiện tại, kênh TikTok của cô có 8,9 triệu lượt theo dõi và 190 triệu lượt thích. 10. Đoàn Phúc Thành.
có tên đầy đủ là Đoàn Bùi Quốc Thành, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Anh là một nam sinh sở hữu gương mặt điển trai và vô cùng tài năng. Hot TikToker sở hữu một gương mặt điển trai thư sinh với sống mũi cao, đôi mắt hút hồn cùng với chiều cao ấn tượng 1m75 và một phong cách ăn mặc vô cùng phóng khoáng, độc đáo. Những video TikTok của Thành được sáng tạo chỉnh chu với nội dung đa dạng, rất nhiều người yêu thích và theo dõi. Lúc đầu, mục đích của Thành chỉ để thỏa đam mê, nhưng vô tình lại nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các bạn trẻ. Sau một thời gian, tài khoản mạng xã hội của anh chàng này nhận được người theo dõi tăng đáng kể mỗi ngày. Những dự định trước đây của Thành đều dừng lại để anh hoàn thành đam mê của mình. Thành là chủ nhân của video xu hướng TikTok hướng dẫn cách chụp hình với crush. Tuy chỉ vòn vẹn 16 giây nhưng nó từng lọt top 13 trending YouTube Việt Nam và thu hút gần đến hàng triệu lượt xem trên cả YouTube, TikTok. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh TikTok của anh có 8,7 triệu người theo dõi, 160 triệu lượt thích. 11. Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004 và hiện tại sống tại Quảng Ninh. Nhờ có ngoại hình nổi bật cùng khả năng selfie tốt mà Khánh Huyền bén duyên với công việc mẫu ảnh từ rất sớm. Mặc dù sở hữu 7,6 triệu lượt theo dõi và 111 triệu lượt thích, nhưng cô lại bị chỉ trích nhiều hơn bởi lối ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi và thái độ có phần ngông nghênh. Và câu chuyện tai tiếng nhất của hot girl này chính là về cách ứng xử của cô khi bản thân mình bị lộ những hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền một clip nóng được quay trong phòng tắm. Đáng chú ý, cô gái trong video có gương mặt khá giống với Lê Thị Khánh Huyền. Khi clip bắt đầu lan truyền, đã có rất nhiều fan vào trang cá nhân của Huyền điều tra và dò hỏi thông tin. Ngay sau đó, cô nàng hot TikToker này làm cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên khi cô thẳng thắn thừa nhận clip nóng đó chính của cô và được quay từ tháng 3 năm 2019. Cô còn cho biết hình ảnh trong clip khá bình thường bởi nó được ghi lại khi Huyền đồ dưỡng cùng một bạn nữ trong phòng tắm. Phát ngôn của Huyền khiến cư dân mạng dậy sóng và không thể tin đây là những lời nói của một cô gái chỉ mới 17 tuổi. Mặc dù được nhiều người yêu thích và có lượt theo dõi lớn, nhưng Khánh Huyền vẫn nhận về không ít anti-fan. Đã có nhiều người ném đá gái xinh không thương tiếc vì cho rằng cô mới nổi đã ngông, khoe thân không kiểm soát và làm việc thiếu chuyên nghiệp. Chính hành động, phong cách sống của hot TikToker này khiến nhiều người tỏ ra thất vọng và ái ngại cho tương lai của hot girl quê Quảng Ninh. Mong rằng hot girl sinh năm 2004 này sẽ ý thức được về hành động và thái độ của mình để có thể phát triển sự nghiệp một cách tốt hơn. Bạn đã theo dõi TikToker nào rồi? Hãy cùng comment những video bạn thấy ấn tượng nhất nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!